Xin chào các bạn, là mình đây. Hôm nay mình sẽ cùng anh chị chủ nhà đi đến một buổi lễ mừng thọ và một buổi lễ trưởng thành ở Nepal. Mọi người hãy cùng đón xem buổi lễ này sẽ có những điều gì diễn ra nhé. Đây là một loại kẹo truyền thống ở Nepal, được làm từ đường nâu và các loại hạt khô. Vị của nó rất giống kẹo hạnh phúc ở Việt Nam. Ăn xong kẹo, mình và các bạn nhỏ ra ngoài vườn thì thấy bông bồ công anh này. I cannot blow anymore. Yes, I'm not have lunch yet. Mình đã đến buổi lễ mừng thọ cho bà lão này. Đây, bà lão này năm nay sẽ bước sang tuổi 84 ấy mọi người. Khi bắt đầu bữa tiệc thì mỗi người sẽ được phát một phần ăn nhỏ như thế này nha. Trong đĩa này có khoai tây. Nói chung là cái gia vị tẩm ướp thì cay mạnh ấy, như là ăn lắp xi á. Có gà sốt, nói chung gà này ngon nha. Với cá này cũng nhai ngang vậy luôn á. Cái này gọi là snack. Và tí nữa sẽ có bữa tối riêng nha. Sẽ ngồi ăn tối kiểu này nhá. Đó là cái cách ăn truyền thống của người ta. Đây là trong cái nhà hàng tiệc cưới nha, không phải là trong hộ gia đình đâu. Nhưng mà cái cách là ăn uống là như vậy. Mình đã ngồi vào vị trí để chuẩn bị ăn bữa chính rồi. Mọi người sẽ trải những cái tấm thảm dọc như thế này và để đồ ăn vào trong các cái đĩa lá như thế này nhá. Bởi vì chủ nhân của bữa tiệc là người dân tộc Newari, cho nên các bạn có thể nhìn thấy thức ăn đặc trưng ấy là loại gạo đập sập này này. Ăn nó rất là cứng luôn. Nhưng mà theo như mọi người lý giải cho mình, đó là tại vì người ta lao động tay chân rất là nặng ấy, cho nên là cái đồ ăn của người ta cũng rất là sao nhỉ, rất là nhiều chất ấy. Có một điều đặc biệt nữa, đó là gia vị ở đây người ta nêm nếm rất là mặn và rất là cay nha. Đến Nepal một tháng rồi và bây giờ là lần đầu tiên tôi sử dụng bàn tay trái của tôi để dùng bữa. Mà các bạn nha, cái này là thịt trâu, cái này dài trâu, cái thịt gà, cái này củ cải, nấm, khoai tây. Sister, what is that? This one. Bắp, hồ sơ. Dạ, cũng là thịt trâu mà cay. Sau cái cụng ly này là tối nay mình bất tỉnh luôn. Mình đã ăn xong rồi các bạn ạ, bây giờ mình về thôi, mình say rồi. Về nhà mình nói với mấy bé là mình bị đau đầu và thế là có người vừa đấm lưng này, có người xoa đầu cho mình kiểu vậy này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.